Chào bà con đến với tin giá heo ba miền và giá thịt heo trên kênh Tiên Lisa đây chỉ là bản tin mang tính chất tham khảo giá cao thấp tùy từng vùng mà thương lái mua cao thấp khác nhau, kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe luôn trúng mùa được giá. Cảm ơn quý bà con đã xem video. Quý bà con đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông phía dưới góc phải của video để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giá heo hơi hôm nay 5 tháng 5, tăng giảm trái chiều. Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua tăng giảm trái chiều. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 60.000, 63.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Bắc Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quanh mốt trung bình 62.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc điều chỉnh 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang có giá heo hơi ở mức 63.000 đồng 1 kg sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg. Trái lại, thương lái tại Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình đang cùng thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Cùng mức giảm trên, heo hơi tại Vĩnh Phúc đang được giao dịch với giá 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 61.000, 63.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 63.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận tăng giảm không đồng nhất. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức cao nhất là 63.000 đồng 1 kg, cùng với tỉnh Bình Thuận. Ở chiều ngược lại, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Thanh Hóa giảm 1.000, 2.000 đồng 1 kg, tùy khu vực, về mốc 60.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá heo hơi tại Quảng Nam và Đắk Lắk hiện ghi nhận ở mức 61.000 đồng 1 kg giảm 1.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 60.000, 63.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Nam Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam thấp nhất 60.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000, 3.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Trong đó, các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng đang có giá thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg và 3.000 đồng 1 kg tùy khu vực. Thương lái tại An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh đang thu mua heo hơi với giá 61.000, 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 60.000, 63.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo hôm nay 5 tháng 5 tiếp tục đi ngang. Giá thịt heo hôm nay ghi nhận, vẫn đi ngang tại hệ thống cửa hàng Winmart. Theo ghi nhận, giá ba rọi hiện đang giữ mức 159.122 đồng 1 kg, cao nhất so với giá các loại thịt heo khác được khảo sát tại đây. Giá thịt mát mít daily Giá thịt heo mát mít daily từ trang winmart.vn không có biến động mới tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 101.520, 159.122 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của BINMAC. Cụ thể, 101.520 đồng 1 kg là mức giá thịt đùi heo được ghi nhận thấp nhất. Trong khi đó, cao nhất là giá ba rọi heo với mức 159.122 đồng 1 kg các sản phẩm còn lại có giá bán trong khoảng 108.722, 143.120 đồng 1 kg. Giá thịt heo tại công ty thực phẩm Hà Hiền. Giá thịt heo tại công ty thực phẩm Tư Sống Hà Hiền giữ ổn định tại thời điểm khảo sát. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 64.000, ,169 169.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá các loại thịt như nạc vai nạc đùi và sườn già heo hiện đang ở mức lần lượt là 97.000 đồng 1 kg, 104.000 đồng 1 kg và 114.000 đồng 1 kg. Kế đến, giá đuôi heo và ba rọi heo ứng với mức 152.000 đồng 1 kg và 132.000 đồng 1 kg.